thứ sáu tuần 11 thường niên. Lời Chúa: Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vắt lấy đi. Văn kiện Tổng tu nghị lần thứ 21, số 22. Tổng tu nghị mời gọi chị em chọn lối sống giản dị, vì đó là một trong những cách giúp chúng ta tiến gần đến nếp sống nghèo theo Tin Mừng và trở nên dấu chỉ ngôn sứ cho thế giới hôm nay. Suy niệm: Những của cải vật chất, những kho tàng ở dưới đất này không phải là cùng đích, nhưng chỉ là phương tiện để giúp chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời. Đây mới chính là kho tàng đích thực mà mỗi người chúng ta cần tìm kiếm. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, lời mời gọi của Chúa còn cụ thể và sâu sắc hơn nữa. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vắt lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vắt lấy đi. Kho tàng nước trời không phải là những gì quá cao sang phức tạp, nhưng là những điều rất giản đơn trong cuộc sống. Điều giản đơn ấy có thể chỉ là một nụ cười, một lời động viên, một việc bác ái nho nhỏ nhưng tràn đầy tình thương mến. Đó là những viên gạch nhỏ để xây dựng kho tàng nước trời. Đó cũng chính là những phương thể giúp chị em con Đức Mẹ Vô Nhiễm tiến gần đến nếp sống nghèo theo Tin Mừng và trở nên dấu chỉ ngôn sứ cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tâm hồn tự do để nhận ra kho tàng vĩnh cửu mà chúng con đang miệt mài kiếm tìm chính là kho tàng nước trời. Qua đó, mỗi người chúng con biết tích trữ cho mình những của cải đời đời bằng việc sống bác ái yêu thương và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thấm nhuần tinh thần Tin Mừng của mình. Lạy trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uống lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vui sống. Ngày hôm nay, chị em chúng ta được mời gọi thực hiện những hành động yêu thương và quan tâm cách cụ thể cho các chị em trong cộng đoàn mình. Một nụ cười, một lời thăm hỏi, một sự giúp đỡ trong bổn phận.